Xin chào các bạn đến với chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, Facebook và YouTube. Tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Cao Nguyên, em đã xem phim Đào, Phở và Piano chưa em? Em tất nhiên là chưa rồi, anh đâu có chiếu ở nước ngoài đâu. Với lại em sợ, em không dám bình luận về phim này đâu. Sợ hả? chắc là đọc nhiều bình luận trên mạng quá cho là hoảng đúng không? Rén. Ok, thế thì hôm nay mình sẽ nói luôn về cái hiện tượng đó là những cái tranh cãi xung quanh bộ phim Đào, Phở và Piano nhé. Ok. Thế thì em có biết ai phù hợp để mình có thể mời đến chương trình hôm nay không? Biết, em biết một người. À, chị này từng hiện là nhà báo nhưng mà đã từng là đạo diễn ở trong nước Việt Nam đó. À, đã sang nước ngoài, đã sang châu Âu định cư hơn một chục năm nay rồi. Đó là nhà báo Song Chi. Dạ, tụi em chào chị Song Chi. Chào chị Song Chi. Dạ, em chào chị Song Chi. Chị ơi, cái vấn đề đầu tiên em muốn hỏi chị đó thì chắc chị cũng biết đó là cái thời gian vừa qua thì cái bộ phim Đào, Phở và Piano nó gây tranh cãi rất là nhiều trên mạng xã hội. Nếu mà ai ở trong nước mà họ đi coi cái bộ phim này về mà họ có ý là họ chê hoặc là họ nói bộ phim này không có hay, không có đáng để mình bỏ tiền ra đi xem, thì ngay lập tức là những người này sẽ bị một lượng lớn những cái người mà sử dụng mạng xã hội khác họ tràn vào, họ chửi, họ ném đá, họ chỉ trích với những cái từ ngữ rất là nặng nề, ví dụ như là phản động, không yêu nước hay thậm chí là phản quốc nữa. Thì đầu tiên là em hỏi chị là cái quan điểm của chị như thế nào về cái hiện tượng này khi mà cái chủ nghĩa yêu nước nó bị đẩy lên quá cao như thế. Rất là xin chào bạn Cao Nguyên, chào bạn Trường Sơn. Thì nó là như thế này, tôi thấy là ở đây là đúng như bạn vừa mới nói, tức là cái chủ nghĩa yêu nước, cái tinh thần yêu nước nó bị đẩy lên một cách rất là cực đoan. Nó thành một có thể tạm gọi là một cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Thì chúng ta biết là các cái xã hội độc tài á, thì người ta thường sử dụng cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan để mà tạo cái tính chính danh cho chế độ. Thì chúng ta có thể thấy là cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan như vậy á, nó có hại. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải nói là nó từ đâu mà có đã. Thì rõ ràng là từ giáo dục. Đấy thì giáo dục cái kiểu mà tuyên truyền một chiều ta thắng thua, ta luôn luôn đúng, luôn luôn tốt, luôn luôn đẹp, nhân hậu. Còn địch thì luôn luôn là sai, luôn luôn xấu xa, luôn luôn tàn ác, luôn luôn hèn mặt gì đấy. Chế độ phong kiến là hủ lậu, chế độ Việt Nam Cộng Hòa là tham nhũng, thua cuộc, giặc Pháp, giặc Mỹ thì tàn ác, hãm hiếp phụ nữ, giết người, thậm chí ăn thịt người, đúng không? Thì tất cả những cái, những cái giáo dục như vậy, nó đi suốt mấy bao nhiêu thập niên như vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Và thứ hai nữa là truyền thông nữa. Truyền thông thì cứ ra rã nhắc lại những cái chiến công cũ, rồi thành tích cũ, rồi nhắc đến công lao của đảng, thì rõ ràng là từ giáo dục và truyền thông, nó làm ảnh hưởng đến con người. Cái mà em phân vân đó là tại sao cái từ những cái tuyên truyền và cái giáo dục một chiều đấy nó lại dẫn đến cái việc đó là có một cái bộ phận dân chúng hết sức là hung hăng như vậy. Mình thấy rằng là bất cứ ai mà có cái phát ngôn nào mà không tạm gọi là không đúng đường lối đi, tức là không tích cực về một cái sự kiện lịch sử nào đó, trong cái trường hợp này là một cái bộ phim thực sự là không phải là có thật. Tức là cái trận chiến năm 1946 là có thật, thế nhưng mà cái nội dung bộ phim này đó thì là chỉ là dựa vào cái sự kiện đấy và nó cường điệu hóa một chút. Thì khi mà người ta có những cái bình phẩm không tích cực hay là không đúng đường lối một chút là như Cao Nguyên nói, là ngay lập tức là có rất là nhiều người tỏ ra hết sức là hung hãn. Thì em muốn hỏi chị là thế thì nó có cái sự liên hệ nào không giữa cái việc tuyên truyền và giáo dục một chiều dẫn đến cái việc mà người ta rất là hung hãn và cảm giác như là không thể chấp nhận được một cái tiếng nói khác biệt nào ở đây? Chắc chắn là có ảnh hưởng, chắc chắn là có ảnh hưởng ở cái giáo dục và ở truyền thông. Nhưng mà khoan hãy nói đến cái chuyện gọi là tuyên truyền hay là cái chuyện nhồi sọ gì đi. Thì chỉ nói một cách đơn giản là giáo dục Việt Nam là một cái nền giáo dục mà nó thiếu vắng cái lòng khoan dung, vị tha.
cái khả năng chấp nhận những cái sự khác biệt đấy, cái, mà thành ra nó cái mới quan tạo, điểm trái chiều đúng dạ không? vâng, thành ra cho nên nó mới tạo lên cái sự cực đoan. À, mà do hậu quả của cái lịch sử nữa, thì cái sự cực đoan ở Việt Nam nhiều khi là nó không chỉ đến từ một phía đấy, rồi thì bắt đầu gọi nhau là dư luận viên, là bò đỏ, hoặc ngược lại bên kia thì gọi là ba que, ma sập và đu càng. Nhưng mà có một điều đáng chú khát ý, nước, bây giờ từ mới là khát à, nước. Đấy. Nhưng mà bạn có thấy một cái điều như thế này không, tức là đáng chú ý là những cái từ ngữ này nè, phần nhiều là nó liên quan đến cái cuộc chiến tranh Việt Nam cái giai đoạn 54-75, hơn là ngay cả trong cái bộ phim kia cũng vậy, nó là thời kỳ chống Pháp, nhưng mà những cái từ ngữ mà người ta ném vào mặt nhau thì nó lại liên quan đến cái cuộc chiến tranh là liên quan đến thời chống Mỹ, và à thời xin lỗi cái thời mà cuộc chiến, không phải là thời cuộc chiến Việt Nam giai đoạn 54-75, một cái cuộc chiến mà cho dù có gọi bằng tên gọi gì đi nữa thì thực chất nó vẫn là một cuộc nội chiến. Có phải chị đang nói rằng là cái hiện tượng mà người ta tranh cãi, thậm chí là mạt sát nhau ở trên mạng xung quanh cái nội dung bộ phim Đào Phở Piano đấy, thì nó cũng chỉ là một, giống như là một cái symptom đúng không, một cái kiểu như là dấu hiệu của một cái căn bệnh nó mang cái tính lâu dài, đó chính là cái di sản chiến tranh thời năm tư 1975. Thì ý chị là như vậy Tức sao là nó là hệ quả của một một cái nền giáo dục và truyền thông. Nhưng mà có một cái điều đáng phải nói là như thế này, không phải chỉ chuyện một bộ phim đâu. Tất cả những cái gì mà được xem là truyền thống, là biểu tượng, là bản sắc văn hóa gì đấy mà bạn thử chê xem, bạn sẽ chết ngay. Tôi nói ví dụ như một nhà văn nữ tên tuổi của Việt Nam, có một lần chị ấy viết một cái bài chê bánh chưng. Là chị ấy không thích ăn bánh chưng, chị chê bánh chưng mà bị cả làng vào ném đá, là vì dám đụng đến một cái món ăn gọi là quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Hoặc là có những lần mà biểu khách du lịch đấy, họ đến Việt Nam nè, họ có những cái nhận xét tiêu cực mặc dù là vô cùng chính xác về Việt Nam, thì nhiều người cũng là phản ứng rất là dữ dội, rất là phản cảm. Thì cái điều đó nó là cái gì vậy? Nó là vừa là một cái sự nó là cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nó là cái tâm lý cực đoan, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái sự tự ti. Bởi vì nếu mà người ta tự tin thì người ta không có phản ứng như vậy. Ví dụ như bạn sống ở nước ngoài, bạn thấy dân Mỹ là họ nghe thiên hạ chửi chê nước họ ôm sùm, dân Anh cũng thế, đấy, dân Anh cũng thế, rồi ở Pháp cũng thế, người Pháp chỉ trích chính phủ hàng ngày, người Anh chỉ trích chính phủ hàng ngày, rồi họ nghe người nước ngoài nói họ cũng thấy rất là bình thường, chả sao cả. Thì bởi vì họ đủ tự tin, còn mình là không tự tin, tôi nghĩ là như vậy. Thế thì đâu có phải tự nhiên mà người Việt Nam bị xếp là một trong những cái quốc gia mà có cái cách hành xử, ứng xử gọi là kém văn hóa nhất trên không gian mạng đâu, đúng không? Nó có một cái xếp hạng đó, người Việt Nam mình bị xếp hạng là kém kém văn minh ở trên mạng. Thì ở trên mạng người ta có chia sẻ một cái hình ảnh, đó là có một cái bài đăng ở trên Facebook đăng cái thông tin đó là dân mạng Việt Nam bị xếp hạng là hành xử kém văn minh trên mạng, bên dưới có một cái bình luận chửi luôn cái bài đăng đó. Thế là giống như là chị Song Chi vừa nói rằng đó là đó mình tự chứng minh cho người ta thấy là mình ngôn ngang, là mình kém văn minh. Hoặc là ví dụ như nếu các bạn thấy là bên dưới những cái video của RFA này, của BBC hay là của VOA, thì luôn luôn là nếu mà nói cái gì về nhà nước Việt Nam, về xã hội Việt Nam, về tất tật mọi thứ ở Việt Nam mà nói theo cái có ý gọi là nói lên những cái điều tiêu cực chẳng hạn, thì lập tức sẽ luôn luôn có những cái comment vào chửi bới rất là nặng nề. Thế thì với những cái bình luận hung hăng như vậy, với một cái thế hệ mà nó mà tiêu cực tới mức cực đoan như vậy đó, có nghĩa là họ mang theo cái lòng tự tôn dân tộc, cái lòng yêu nước đến mức cực đoan như vậy đó, thì chị nghĩ là cái hệ quả của một cái đất nước với một cái thế hệ như vậy là sẽ như thế nào? Không, ở đây chúng ta không nói đến thế hệ, không nói đến chúng ta không nên gom vào ngay như vậy. Tại vì bạn cũng biết rằng như thế này nè, những cái người mà phản ứng trên mạng xã hội mà chúng ta thấy á, thì họ cũng chỉ là một cái số lượng nào đó thôi. Còn tôi biết rằng là có rất nhiều người trẻ, nhiều người giỏi thật sự, nhiều người có đầu óc thật sự,
chưa chắc họ đã vào mạng và họ quan tâm đến những hành chuyện này. xử như thế. Thành ra là tôi không nghĩ là số đông đâu. À, ví dụ như chúng ta thấy trên mạng đó thôi, à, chúng ta thấy còn có những người khác, họ có những suy nghĩ khác, họ có những cái tiến bộ, họ tất cả cái thứ thì họ họ không. Ví dụ như bạn thấy ngay vừa rồi cũng vậy, thì cũng là bạn cũng đọc thấy rất nhiều bài, thì nhiều bài nhận xét rất là công tâm về cái chuyện phim như thế nào chẳng hạn, hoặc là thậm chí có những bài viết là phân tích cả về cái tâm lý, về mọi chuyện chuyện nữa, thì điều đó cho chúng ta thấy là có những người họ rất là giỏi, họ rất là hiểu thấu đáo vấn đề, nhưng mà họ lại không mất thì giờ để mà sa vào những chuyện như vậy. Thế nhưng mà mình có thấy rằng là rất ít người đưa ra cái góc nhìn lý trí và mang cái tính logic như vậy. Trong khi đó thì mình thấy rằng là những cái người hung hăng vậy là những cái người nói nhiều nhất. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng mình thấy ở trên mạng đó là tràn ngập các cái bình luận mang tính rất là hung hăng, mang cái tính nữa là mạt sát, chửi bới lẫn nhau, tất nhiên là từ cả hai phía. Và những cái người mà mình thấy rằng là đáng nhẽ những cái tiếng nói của người ta cần phải được cổ súy nhiều hơn thì lại bị giống như là Bị bị chìm. vùi luôn trong các cái bình luận đấy, trong cái bình luận Hoặc hung là hăng như đó. vậy, hoặc là do người ta không rảnh, không có thời giờ, không có thời giờ. Vì tôi biết có nhiều người, kể cả tôi cũng có một cái tâm lý như thế này nè, nhiều khi mình không có muốn tham gia vào những cái cuộc mọi thứ, cái cuộc tranh luận như vậy, là vì nó thứ nhất là nó mất thời giờ. Thứ hai là bạn sẽ không có thuyết phục được cái người cái phía bên bên kia. Một khi người ta đã tin vào cái điều gì đó, hay là người ta đã thân thế nào đấy, thì nó sẽ rất là khó thuyết phục. Từ cái chuyện tôi nói, từ cái chuyện bộ phim, thưởng thức một bộ phim, cho tới cái chuyện mà một cái chuyện chính trị Việt Nam, hay chuyện chính trị Mỹ, hay là cái chuyện tất cả mọi cái, hay là thậm chí cả về tôn giáo, là tất cả, khi một rất khó mà thuyết phục như vậy. Và nhưng mà ngược lại nó lại làm cho bạn là khi bạn tranh cãi như vậy, thì bởi vì cũng phải nói thêm Mệt một điều, mỏi cái đúng này là văn hóa tranh luận cũng là cái mà người Việt mình đang thiếu. Thì thành ra là cuối cùng không thuyết phục được nhau, nhưng mà lại làm cái cả một ngày nó mình bị cái năng lượng tiêu cực. Bởi vì khi mình tranh cãi, mình đã mất thì giờ, mình còn bị cái năng lượng tiêu cực nó suốt cả ngày, cho nên cuối cùng là rất nhiều người, kể cả tôi, không có muốn xa vào những chuyện ấy. Đấy là chưa nói đến chuyện phân biệt vùng miền nữa đấy. Nó phân biệt, cái phân biệt vùng miền Đấy. cũng là một vấn đề rất Ông lớn. nói cái chị nói cái chuyện phân biệt vùng miền này đó thì cái vụ bộ phim Đào Phở và Piano đó thì chúng ta thấy được rằng là cái bộ phim này là do nhà nước đặt Đúng hàng rồi. và được quay ở Hà Nội và rõ ràng là được nói về một cái sự kiện diễn ra ở Hà Nội. Thì đúng cái dịp cái bộ phim này đang được bàn tán thì chúng ta thấy rằng là ở trong Sài Gòn lại có một cái bộ phim là phim Đúng Mai của Trấn Thành đúng không ạ? rồi. Thì hai cái bộ phim này có lẽ là vô tình thôi, đó là được đưa ra gần như là cùng lúc và cuối cùng là tạo ra một cái hoàn cảnh, đó là bây giờ ngoài Hà Nội thì có phim Đào Phở và Piano mang cái tính Tuyên chính truyền. thống rất là cao đúng không? Lịch sử, yêu nước, cái cách mạng này kia. Còn ở trong Sài Gòn thì chúng ta thấy có phim Mai nói về Tình yêu nhẹ những nhàng thôi. cái tình yêu nhẹ nhàng và nó phản ánh một cái xã hội nó hiện đại hơn, nó xa những cái thứ mang cái tính chính thống. Và mình thấy rằng là tự dưng đang cãi nhau về cái chuyện yêu nước hay không thì người ta em cũng để ý rằng là cũng có rất là nhiều các cái bình luận bắt đầu là lái sang cái chuyện vùng Đúng miền. rồi, đúng rồi. À, Nam Bắc vùng miền thì không biết là chị có để ý cái đó không, và cái mà em tò mò là tại sao Việt Nam bây giờ không chỉ thông qua cái sự kiện này mà hầu như bất cứ một cái sự kiện nào thì cái chuyện vùng miền cũng được lôi vào, cái chuyện Nam Bắc cũng được thật lôi ra vào thì không là hiểu thật ra là nó chị nghĩ sao? nó có yếu tố lịch sử, Trường Sơn ạ. Nó có cái yếu tố lịch sử, tức là mình phải thấy như thế này nè, tức là trước hết á, là trong cái lịch sử đất Việt Nam á, thì dân tộc Việt Nam đã từng có, ví dụ như từng có một cái giai đoạn dài là Trịnh Nguyễn phân tranh đằng trong đằng ngoài, rồi đến cái thời Pháp thuộc thì mình lại bị chia thành ba miền: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Rồi thì Ba nội kỳ chiến Nam Bắc 1954-1975, hay còn gọi là cuộc chiến ủy nhiệm, hay là cuộc chiến tranh ý thức hệ, hay là bên với nhà nước Việt Nam thì là cuộc chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải kháng phóng miền chiến Nam. chống Mỹ Tức là rất nhiều tên gọi khác nhau, nhưng nó là vẫn là một cuộc nội chiến. Thì tất cả những cái đó nó đã, cái yếu tố lịch sử đó, cho nên nó, dân tộc Việt Nam nói gì thì nói, nó cũng vẫn có những cái sự chia rẽ, phân biệt vùng miền. À, nhưng mà sau khi đã thống nhất quy về một mối, thì chính những cái chính sách không khéo léo của nhà nước Việt Nam đã không làm cho cái vấn đề này nó khá hơn.
mà nó cứ âm ỉ như vậy. Thành ra là có thể thấy một cái điều là trong mọi chuyện luôn, trong mọi chuyện thì cứ hai bên là cứ cái chuyện nó vẫn cứ âm ỉ, mặc dù đã gần nửa thế kỷ rồi, là chê bai nhau, là không tâm phục khẩu phục nhau, từ ẩm thực, là phương ngữ cho tới văn học nghệ thuật, giữa âm nhạc miền Nam, âm nhạc miền Bắc, kịch nói phim ảnh miền Nam, kịch nói phim ảnh miền Bắc. Thì đúng như bạn vừa nói là ngẫu nhiên vừa rồi thì nó có hai cái bộ phim, một là của tư nhân miền Nam thực hiện, một là của những người làm phim miền Bắc làm theo đơn đặt hàng, cho nên là rõ của nhà nước, cho nên rõ ràng những cái khen chê của dư luận đối với hai cái bộ phim đó thì nó vô hình chung là cũng cho thấy cả cái sự vừa thấy cái sự cực đoan phân cực mà vừa thấy cả cái yếu tố kỳ thị vùng miền. Thành ra cho nên tóm lại một cách rất là thành thực thì chúng ta phải thừa nhận rằng là người Việt chúng ta vẫn còn rất nhiều người có những cái nhược điểm sau. Thứ nhất là chúng ta thiếu tính khoan dung, không chấp nhận những cái ý kiến khác biệt, thiếu dân chủ, không có văn hóa tranh luận mà chỉ có chửi bới, chụp mũ, bôi nhọ nhau thôi. Rồi bên cạnh đó là cũng không thể phủ nhận là cái chuyện vùng miền kia nữa, nó là như vậy. Thì nó cần một cái chuyện là cần phải có cái này là từ phía nhà nước rồi cho tới giáo dục, cho tới truyền thông phải góp phần vào để mà làm cho cái sự phân cực cũng như là cái sự cực đoan này nó giảm xuống. Còn nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ vâng, cảm ơn chị Song Chi rất là nhiều đã tham gia chương trình Podcast Việt Nam tuần này cùng với Đài Á Châu Tự Do. Rất là cảm ơn chị và hy vọng rằng là trong các cái số podcast mới thì sẽ có chị cùng tham gia để cùng thảo luận về các cái vấn đề xã hội khác. Dạ vâng, cảm ơn và tạm biệt chị. Cảm ơn bạn Trường Sơn, cảm ơn bạn Cao Nguyên và xin chào tạm biệt khán giả của đài RFA.